Hiếu Minh Hello xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì hiện tại đang là buổi chiều ngày 12 tháng 7. Thì mà trong video này thì em rất là vui. Thì vui hôm nay là được đàm phán thành công. Và hôm nay em xin phép là tri ân, nghĩa là xin phép được công ty là giảm giá đối với 30 chiếc mẫu quản lý nguồn cực chất hàng chính hãng bác nhé, MB Auto. Vì sao phải nói từ chất thì bác cùng xem phần bên ruột đây. Giá cực kỳ tốt cho ngày hôm nay bác nhé. Với chỉ có số lượng 30 chiếc thôi, các bác cùng nhìn bên trong thì mỗi cổng của nó thì đều có, mỗi cổng sẽ có một tụ lọc nhiễu bác nhé. Một cái quận nguồn lọc nhiễu này bác nhé. Cùng cổng hai cái le nhỏ bác này để giảm sốc tín hiệu này, cộng với le chính. Đấy, các bác nhìn men mạch sạch đẹp với một cái át tổng. Át tổng này. Át tổng rất là to và chắn. Và một cục nguồn. Nhưng đối với dòng này phù hợp cho anh em cũng như các bác đi chơi sự kiện. Mã hiệu là DB300. Thì hiện tại em có hai mẫu là mẫu DB200 và mẫu DB300. Thì hai mẫu này thì dựa chỉ khác nhau ở điểm đây nào. Khác nhau ở điểm mẫu DB300 thì nó sẽ có thêm cái dây nguồn đây bác nhé. Thêm cái dây nguồn này. Các bác luồn qua tủ máy. Như các anh em đi sự kiện hay phòng hát, các bác luồn qua tủ máy và tắt đi. Rất là tiện lợi. Ở video trước em đã quay rồi, rõ ràng rồi. Và sản phẩm mới tinh, nguyên hộp, được bảo hành 1 năm. Bảo hành 1 năm bác nhé. Bảo hành 1 năm. Đối mẫu này cực kỳ bền bỉ và độ chắc chắn rất là cao. Các bác nhìn thì kết cấu bên trong. Nếu mua những sản phẩm quản lý nguồn bãi thông thường thôi. Mà cấu trúc những con ổng nhiễu này bác mua bây giờ 1,3 triệu đến 1,4 triệu rồi đúng không ạ? Nếu các bác mua quản lý nguồn nó biết rồi đúng không ạ? Thì hôm nay cái giá em báo trong video là giá đối với mẫu DB200 là giá 1.500.000 đồng bao ship, và mẫu DB300 với giá là 1.550.000 đồng bao ship bác nhá, bác ship toàn quốc với thiết kế 10 cổng, trong đó có 2 cổng trước và 8 cổng phía sau. 2 cổng trước là chạy điện trực tiếp và tất cả bằng chân bằng đồng bác nhá. Số lượng em khuyến mãi chỉ được 30 chiếc thôi các bạn, 30 chiếc để vì em xin phép công ty, vì em muốn là hầu như các sản phẩm nào em còn khuyến mãi được các bác, nên là xin phép được có những sản phẩm em xin phép được công ty là số lượng có hạn thôi. Đấy, đi bác nhanh tay lên trực tiếp với Lưu Minh. Ở đây thì anh Lưu Điện đang là y tá Viettel đang chở hàng. Hôm nay có được một ngày của idol rồi, khuyến mãi này, rồi súp một ngày của đẩy bác nhá. Ở trong kia anh em đang đóng rất là nhiều đẩy. Đấy, các bác cùng xem. Đây vẫn hôm nay đóng tổng cộng 5 chiếc súp đơn. Súp đơn này súp đơn 50 bác nhá, súp đơn 40 Martin em bán hết rồi. Đây một ngày của đẩy đây bác này. Đây một cục này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cục đẩy bác nhá. 12 cục, đây 12 cục này. Đơn này đóng nốt. Đây là LA800 này. Rồi cái BK8 riêng mã hot hôm nay, rồi riêng mã BK8 nó đóng lên 4 chiếc rồi bác nhá, riêng trong một ngày hôm nay, chưa tính cửa hàng. Như biết thì kênh em có thế mạnh với rất nhiều các dòng đẩy, nên hầu như một ngày em xuất đi nó rơi chục cục đến hơn chục cục một ngày, là riêng đóng ở kho thôi, không tính ở cửa hàng. Thì quay lại các bác cùng xem lại phần để quản lý nguồn. Thì nhân tiện hôm nay trong video này em test test cũng như anh cho anh Trần Cao Nhân. Cao Nhân, anh có địa chỉ tại Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Anh lấy cho em mẫu quản lý nguồn MBDB200. MBDB200. Thì mẫu MBDB200 như em nói thì nó sẽ là không có cái dây nguồn này các nhá. Chênh nhau 50.000 thôi. Chênh nhau 50.000, hiện tại giá rất là tốt rồi. Các bác cùng xem lại bên ruột nhá. Cái này về anh về anh chơi sự kiện bác nhá. Cực kỳ bền bỉ đối với mẫu này thì bác nhận hàng, bật lắp ra, kiểm tra thoải mái rồi thanh toán cho bưu điện. Và bên ở phần lắp bác nhìn rõ này, cái lắp nó nhá, lắp của nó thì nó cũng có cả cái phần đây, keo để keo con chuột nhá, dán để cách với so với đây khi em đặt này, cách với cái tấm tấm lọc nhiễu này, đấy để cách điện cực kỳ tốt để tránh cái đoạn mát lên 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 tấm, đỡ bị tránh điện tê giật. Nhà đây là một mẫu cực kỳ chất lượng. Chất lượng từ cái phần lắp các bác nhìn xem phần cách điện vậy. Với màn hình thì hiển thị đằng trước là có màn hình thị số vôn và công tắc quản lý từng thiết bị cực kỳ êm ái. 8 công tắc và một cổng USB để các bác sạc điện thoại bác nhé. Đấy, có nhìn rõ này. Đây công tắc này. Ở sau công tắc phụ và át tổng chống chập cháy, tình trạng sét thì nó nhảy cho để bảo vệ chính nó. Ngày xưa ấy thì cái từ thời năm bản năm ngoái thôi, những cái bản cũ thì không có át,
thì nhiều khi là có trường hợp lỗi le này, có thể điện sộc vào lỗi cháy le, là nhiều khi em vẫn phải bảo hành cho khách là sửa le, là có thì lúc nó không có át, nhưng bây giờ rất là tiện lợi vì giá thành cũng cực kỳ hợp lý, êm rất hơn rất nhiều, êm rất nhiều, mà nó bảo vệ cho chính cái thiết bị này luôn. Đấy là một cái điều tiện lợi cho những bản nâng cấp sau này, cũng như giá thành cực kỳ hợp lý, bên mạch chất lượng. Ở đây bác biết là hiện tại bây giờ trên thị trường âm thanh thì các sản phẩm không phải riêng về quản lý nguồn, rất nhiều mẫu loa hay mẫu đẩy với giá rất là êm. Như là mùa hè này thì em đấy xin được một số mẫu sản phẩm, thì hầu như các mẫu em sẽ giảm giá, nhưng mà có những mẫu nó hạn chế số lượng, vì có những mẫu em phải xin phép công ty, vì nếu mà mình không xin phép họ thì có những sản phẩm rất là tốt, nhưng mà không xin phép mình tự ý giảm, không bán đi giảm, thì biết là bán ở đây là gần như không có, gần như là có lợi nhuận nhưng rất là thấp, nhưng gần như không có lợi nhuận, thì cũng phải xin phép. Đây là nó hợp lý với số lượng chỉ có 30 chiếc để phục vụ các bác. Đấy, 30 chiếc giảm giá 30 chiếc các bác nhé, mỗi mẫu 30 chiếc MB DB 300 thì giá là 1.550.000 đồng, bao ship, và giá MB DB 200 là 1.500.000 đồng bao ship. Đấy, xin nhắc lại, giá quá tốt, cực kỳ tốt. Các bác mua một sản phẩm để quản lý nguồn bãi thôi, với cấu trúc đơn giản, khi đơn giản như thế này thì cũng đã giá rơi độ 3.4 rồi. Em cùng thấy bác mua rồi, bác biết đúng không ạ? Thì mấy bác cùng nhìn lại phần bên mạch, công ty từ các linh kiện, nó từ các le, bác nhìn rõ linh kiện đúng không ạ? Đấy, chắc chắn bên mạch xanh sạch đẹp, dây các nguồn cấp nó đều lọc hết này bác này, cực kỳ chắc chắn và to. Đấy, to chắc chắn bác nhá, không phải dây nhỏ nhá, nhìn rõ độ chi tiết nó cao. Mạch đây, nó mạch ở đây mà mạch ăn liền, các cổng mạch vỗ phíp liền. Đấy, tránh tình trạng là rung đứt hay là sử dụng các sợi đồng nhỏ thì sẽ nóng một thời gian thì sẽ bị đứt hoặc chập chờn, thì đối mẫu này nó chắc chắn, vào ngoài ra chiếc cả thương ốc nữa. Thì các bạn nào có nhu cầu sử dụng cho gia đình, vì sử dụng gia đình rất là tiện lợi đối mẫu quản lý nguồn này, vì nó cắm được tất cả các thiết bị vào. Cái thứ hai, các chân nó sẽ có mát, dụ các bác cắm ổ hai chân thì đây nó sẽ có lọc nhiễu này được thay cho một cái chân mát, nó đỡ bị xì, nghĩa là giảm xì cho bộ dàn, giảm xì cho bộ dàn đúng không ạ? Như bác thì nhiều khi các bác bộ dàn các bác bị mát, bị gọi là bị nhiễm mát ấy, thì các bác bị tiếng xì loa rất là to, nhưng khi bác đấu mát xong thì nó sẽ giảm xì đi hẳn đúng không ạ? Nếu các bác đã sử dụng rồi bác biết rồi, thì đối với quản lý nguồn này sẽ giảm thiểu điểm đó, và cái tiện lợi là có thể cắm được rất nhiều thiết bị vào trong, cũng như là chống chập cháy, để không may xảy ra tình trạng chập nó sẽ hỏng đến xung điện, để cháy loa hay là những thiết bị trên dàn nhà mình, rất cực kỳ nguy hiểm. Đấy. Và một video ngắn gọn, thì các bạn có nhu cầu yêu mến đối mẫu quản lý nguồn MBDB200 cũng như là một cái giá cực kỳ tốt hiện nay, thì có liên hệ trực tiếp bên em qua hai số điện thoại là 0919182233 hoặc số Viettel là 0389840238 để em gửi tư vấn và lên đơn ship code CD bác nhé. Hoặc các bác đến cửa hàng em số 451 phố Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được các bạn nhân viên hướng dẫn và tư vấn đầu lối, cũng như các bác ở xa thì có thể liên hệ em qua số điện thoại để em có thể lên đơn cho bác từ xa. Và em xin phép dừng video ở đây, và cảm ơn các bác xem cũng như ủng hộ video của mình, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác nhé.